Kính thưa quý vị và các bạn, gần 60 năm hoạt động cách mạng nhiệt tình, sôi nổi, với một tư duy luôn năng động, sáng tạo, tầm nhìn xa, trông rộng, đồng chí Lê Duẩn đã đóng góp công lao to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. Đồng chí Lê Duẩn sinh ngày 7 tháng 4 năm 1907 ở làng Bích La, xã Triều Đông, huyện Triều Phong, tỉnh Quảng Trị. Xuất thân từ một gia đình lao động có truyền thống yêu nước, đồng chí sớm giác ngộ cách mạng, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ đi theo con đường cách mạng vô sản. Đồng chí Lê Duẩn tham gia phong trào yêu nước từ năm 1926, tham gia vào hoạt động trong Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên từ năm 1928 đến năm 1930, trở thành một trong những đảng viên lớp đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí gắn liền với quá trình cách mạng Việt Nam từ những năm 20 đến những năm 80 của thế kỷ 20. Một trong những đặc điểm nổi bật ở đồng chí Lê Duẩn là tư duy độc lập, tự chủ, năng động, sáng tạo, đặc biệt là trong những tình huống phức tạp trước những bước ngoặt của lịch sử. Cảm phục về sự hoạt động nhiệt thành, lối tư duy năng động, sáng tạo và trí tuệ uyên bác mà đồng bào Nam Bộ thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp đã vì đồng chí là ngọn đèn 200 nến. Đề cập về điểm này, điều văn của Ban chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Trường Chinh đọc tại lễ truy điệu đồng chí Lê Duẩn đã đánh giá. Là một người Marxist, Leninist, chân chính, đồng chí luôn luôn suy nghĩ, tìm tòi, xuất phát từ tình hình thực tế, phân tích, giải quyết những vấn đề mới do cuộc sống đề ra. Sự sáng suốt của đồng chí thể hiện nổi bật trước những bước ngoặt của lịch sử và những tình huống phức tạp. Kính thưa quý vị và các bạn, từ cuộc đời hoạt động cách mạng nhiệt tình và sôi nổi, một lòng một dạ trung thành với lý tưởng, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc của đồng chí là tấm gương quý báu để chúng ta noi theo và kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Lê Duẩn. Đặc biệt là tấm gương về tư duy năng động, sáng tạo, mà như trong bài thơ nhớ về anh của nhà thơ Tố Hữu khái quát: vẫn là anh, chân tình, bình dị, vượt khuôn sáo ngôn từ, vắt óc trầm tư, xóa lối mòn, đào sâu chân lý. Trường sơn mãi mãi tươi xanh, như biển Đông ào ào dậy sóng, như Việt Nam đất nước tỏa hào quang. Ôi Việt Nam, Việt Nam sớm hơi tên anh. Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Lê Duẩn, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam. Ở ông, bên cạnh ý chí, bản lĩnh cách mạng kiên cường là một tình yêu thương vô hạn dành cho quê hương, đất nước, cho đồng bào, đồng chí. Đặc biệt, Tổng Bí thư Lê Duẩn luôn bày tỏ sự trân trọng và mong muốn cán bộ nhân dân cả nước hãy tôn vinh, gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của cha ông. Sinh thời, Tổng Bí thư Lê Duẩn luôn khẳng định truyền thống yêu nước, thương người chính là truyền thống rất tốt đẹp của dân tộc ta, là cội nguồn của những chiến công quang vinh trong lịch sử dân tộc. Người Việt Nam vốn có lòng yêu nước thiết tha, có tinh thần dân chủ, bình đẳng trong quan hệ giữa người với người. Nhờ có tinh thần yêu nước và dân chủ ấy mà trong suốt quá trình lịch sử 4.000 năm, dân tộc ta đã làm nên những chiến công oanh liệt. Nói về con người thế mà, thì Lê Duẩn là có dành những cái tình cảm rất là tốt đẹp đối với phụ nữ Việt Nam. Cho nên là trong một cái bài viết hay bài phát biểu nào đó trong cái đại hội phụ nữ cái thời bây giờ đấy, thì ông có nói là cái hình ảnh người phụ nữ Việt Nam là cái hình ảnh, một trong những hình ảnh đẹp nhất của cái dân tộc Việt Nam này. Mà cái truyền thống của phụ nữ xưa nay là anh hùng, là bất khuất, là luôn luôn chiến đấu vì cái sự nghiệp lớn, mà cái đó không phải sau này, mà đó từ cái thời tổ tiên ta dựng nước, là ông nói từ thời Trưng Triệu rồi từ trước đó nên nữa đó, thì từ thời đó mà từ đó cho đến bây giờ, cho nên cái người phụ nữ Việt Nam như vậy, rồi ông nói cái truyền thống của phụ nữ mà nó anh hùng, nó bất khuất như vậy, là cho nên là tại sao mà ông cha ta nói là giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, là cái đó chuyện nó từ nghìn xưa tới bây giờ chứ không phải chỉ có bây giờ mới nói đâu. Cái thứ hai nữa là ông nói theo tôi đó,
và ông cũng đặc biệt nhấn mạnh đến cái vai trò xã hội của phụ nữ Việt Nam. Thì ông nói chính cái người phụ nữ Việt Nam là cái người đứng ở trong gia đình mà nói, là chính cái người sinh ra con rồi nuôi dạy con rồi dương dục con, nuôi đã con lớn, và tất cả cái đó để cho con thành người, thì tức là từ tạo nên, tức là sinh ra con, nuôi con, dạy con đó, để tạo nên được một cái kế thừa của cái truyền thống của lớp người này đến người khác, tức là cái truyền thống từ cái văn hóa dân tộc nó truyền từ đời này qua đời khác. Đề cao và bảo vệ văn hóa nghệ thuật truyền thống hầu như quán xuyến trong những bài viết và bài nói của Tổng Bí thư Lê Duẩn. Trong nhiều lần gặp gỡ văn nghệ sĩ, Tổng Bí thư Lê Duẩn đều luôn nhắn nhủ tâm huyết phải kế thừa bằng được những giá trị tinh thần, những cái hay, cái đẹp trong di sản văn hóa của dân tộc, cũng như trong tâm hồn và cốt cách của con người Việt Nam ta. Đồng chí Lê Duẩn thì được những cái người anh em trong cái giới tư tưởng lý luận, cũng như trong giới báo chí và văn hóa và nghệ sĩ coi như là cái người anh lớn. Và có những cái chuyện gì đó thì đồng chí sẵn sàng là trao đổi trực tiếp với anh em. Thì nhà thơ Bảo Đình Giang, tôi nhớ là vào cái khoảng Tết năm Tân Hợi, tức 1972 đó, thì có cùng một cái đoàn văn nghệ sĩ đến nhà riêng của đồng chí Lê Duẩn để chúc Tết đồng chí. Thì trong cái buổi đó là đúng vào ngày 30 tháng Chạp, thì đồng chí nói rất là vui vẻ thôi. Và đồng chí nói lại là cái nền văn hóa của dân tộc ta là một cái nền văn hóa nó lâu đời và nó có nhiều cái giá trị lớn lắm. Cái đạo nghĩa của nó là cái của cái nền văn hóa là rất lớn. Cho nên là cái văn hóa của chúng ta mà muốn thể hiện được nó, những cái tác phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật bây giờ mà muốn thể hiện được nó thì chúng ta phải hiểu cái sâu sắc, cái thực tế gắn liền với thực tế, và đừng có cắt đứt cái quá khứ, là vì cái quá khứ của dân tộc mình, cái nền văn hóa của dân tộc mình là nó có nhiều cái giá trị rất là cao đẹp mà chúng ta phải chắc lọc nó lấy nó. Dù cho đến chủ nghĩa cộng sản thành công thì câu ca dao Việt Nam vẫn mãi làm rung động lòng người Việt Nam. Câu nói nổi tiếng ấy của Tổng Bí thư Lê Duẩn vẫn vẹn nguyên những giá trị về ý thức giữ gìn, bảo vệ và phát huy vốn di sản văn hóa truyền thống của dân tộc trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ta.